Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trắng Auto, kênh YouTube review đánh giá và trải nghiệm xe hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Và tôi là MC Đạt Lốc. Như các bạn có thể thấy thì hệ thống đèn là một bộ phận vô cùng quan trọng của các phương tiện, dùng để ra tín hiệu, cảnh báo và chiếu sáng khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông. Tuy nhiên đây cũng là một bộ phận mà vô cùng dễ bị hỏng hóc, xây xước cũng như là bị phá hoại từ các đối tượng bên ngoài. Và từ trước đến nay thì khi xảy ra hư hại ở hệ thống đèn, chúng ta thường là chọn đem đến những cái showroom, những cái trung tâm bảo hành chính hãng để thay thế, bất kể đấy là lỗi nhỏ hay lỗi lớn. Tuy nhiên thì đây là một giải pháp vừa tốn kém về mặt kinh tế tài chính mà vừa tốn kém về mặt thời gian. Và hôm nay đây, Trắng Auto sẽ cùng các bạn đến và trải nghiệm một cái dịch vụ tuy không phải chính hãng nhưng lại giúp chúng ta tiết kiệm về thời gian và tiền bạc hơn rất là nhiều. Sau đây xin mời các bạn hãy cùng Trắng Auto đi tìm hiểu về dịch vụ này nhé. Xin mời theo tôi. Về độ bền thì chắc chắn là nó không thể được như nguyên bản. Một thời gian khoảng 3 năm nó sẽ bị bạc màu. Nói chung là nó mang tính chất tỉ mỉ và khéo tay nữa. Thời gian mất khoảng 2 tiếng. Đoạn đầu tiên là bọn anh xác định được cái đèn này nó vỡ như nào. Bọn anh sẽ phải lấy phần nhựa nó giống ra. Bọn anh sẽ đo tính làm sao để nó khớp. Khớp xong bọn anh sẽ dùng nhiệt độ, bọn anh khò xong là tạo được một cái form để nó có những đường vân như này. Làm đèn này thì đa phần chỉ là giải quyết tình thế thôi, cho nó đẹp và thẩm mỹ hơn, để tiết kiệm chi phí nữa. Nếu mà kinh tế khá giả thì nên thay một cái đèn mới vẫn khá hơn, chứ không phải là đi làm lại này nó chỉ được 3 năm thôi. Hoặc là cái vết ghép này nó sẽ dạn ra nước nó vào, nó không được như máy nó dập liền luôn. Trong quá trình làm đèn thì nó có mấy cái rủi ro như là bị máy nó không may máy nó cắt vào tay, hoặc là trường hợp bị bỏng là do quá trình ta khò nhiệt độ cao để cho miếng nhựa nó mềm ra, ta uốn để cho tạo vào form thì nó sẽ dẫn đến bỏng tay. Đây là cái đèn của hậu của mẹ S. Nó đã bị vỡ tất cả cái mặt nguyên bản của nó đây rồi. Sau khi bọn anh gia công lại, nó chỉ hết 300.000, nó sẽ được như này. Chi phí nó sẽ rẻ đi rất nhiều. Với một cái đèn này như mua trong hãng, nó là mười mấy triệu, 60-70 triệu đèn. Và như vậy, Trắng Auto vừa cùng các bạn tìm hiểu thêm được một cách khắc phục những cái lỗi và hư hỏng trên hệ thống đèn của xe ô tô mà không tốn kém quá nhiều thời gian cũng như chi phí. Hy vọng rằng những cái thông tin mà Trắng Auto đem lại sẽ giúp ích được nhiều thêm cho các bạn. Hãy like, share, subscribe kênh YouTube của Trắng Auto để đón nhận thêm nhiều clip hữu ích hơn nhé. Và đặc biệt là bấm chuông.